đứng sau cái gì, sau thành lối sống thôi. Nó phục vụ rất rẻ nha. Các hãng dược đều có thể sản xuất được, dù là hàng chính hãng hay là hàng gọi là generic, rất là trong nước của mình có rất nhiều hãng sản xuất được cái này, giá thành rất là ấm. Thì mấy phần tác dụng chính đó là nó không kích thích tiết insulin, cho nên nó không tới biến chứng hạ đường huyết hết, không gây hạ đường huyết nghiêm trọng ha. Tác dụng của nó là đúng chế mua chế sinh gan, làm giảm tân sinh gan, tức là gì, làm cải thiện sự đề kháng insulin, nên insulin trở nên đáp ứng với thủ thể của nó ở mô ngoại mô mục đích là mô gan hơn. Cho nên trong các thuốc điều trị đó tiếp hai thì thuốc đúng với cơ chế đề kháng insulin sẽ là một cái thuốc cực kỳ rẻ tiền và cực kỳ hiệu quả, tiên lượng về lâu dài cho bệnh nhân là hợp lý nhất ha. Thì nhấn mạnh lại lần nữa, đây là nhóm thuốc quan trọng để làm đề kháng trong cái thứ hai à, nghe là các hội nghị, các cái báo khoa học vân vân trên thế giới, hoặc là các cái tổ chức của các hiệp hội về tiểu đường từ từ loại cái nhóm này ra, bởi vì đừng là nó trở thành một nhóm thuốc quá phổ biến, sẽ không ai support cho nhóm thuốc này nữa. Quảng cáo nó lên thì chúng ta nhớ là mỗi lần chạy quảng cáo phải tốn tiền rất là nhiều để chạy cho các hội nghị, cho các báo cáo viên vân vân, để mà một hình thức quảng cáo cho nó. Mà mọi người sẽ thấy là bởi vì nhóm thuốc này quá rẻ nữa, và nó quá phổ thông nên không ai quảng cáo cho nó hơn nữa hết. Nhưng không có nghĩa nó là một thuốc không hiệu quả nha, mà ngược lại đó là thuốc hiệu quả nhất trong các loại thuốc hạ đường huyết uống dành cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, đặc biệt có lợi cho những bệnh nhân có đái tháo đường tiếp 2 mà có béo phì kèm theo. Nó sẽ làm giảm được cái tình trạng béo phì xuống, cho nên nó mọi người lưu ý à, đây là một nhóm thuốc quan trọng trong cái việc điều trị. Và một cái vitamin cộng với lại bổ sung đầy đủ vitamin qua chế độ ăn hàng ngày, kết hợp với lại tập luyện à, vân vân, kiêng ăn ngọt nữa, thì nó sẽ là một cái gọi là liệu pháp hoàn chỉnh cho những người đái tháo đường tiếp 2 về mặt lâu dài. Một cái nhóm thuốc cũng lâu đời thứ hai là sulfonylureas. Nhóm này là nhóm thuốc kích thích đảo tỳ tiết insulin, và tới giờ nó có 3 thế hệ. À, thế hệ 1 thì hiện nay là tự nhiên ta bỏ luôn hết tại vì tác dụng phụ nhiều. Chúng ta còn gặp thế hệ 2, thế hệ 3. Thế hệ 2 này phổ biến nhất là chúng ta có glilaxit. À, trên lâm sàng có thể nghe là gì? Biệt dược à, tên thương mại là Diamiron à. Hoặc là chúng ta có Lipirid thế hệ 3. Thì glilaxit hoặc Lipirid đều có thể sử dụng được hết. Nhưng nhắc lại với mọi người nha, là cơ chế chính của đường tiếp 2 khởi đầu là gì, là đề kháng insulin, nên metformin đúng cơ chế hơn. Còn cái sulfonylureas nó giống như insulin, tức là nó là dạng kích thích tiết insulin, thành ra nó cũng không phù hợp với những cái bệnh nhân tiểu đường tiếp 2 mới phát, mà nó nên sử dụng giai đoạn khi bắt đầu đã có sự giảm tiết insulin à, có thể phát hiện trên lâm sàng thông qua gì, chúng ta thấy là à, họ có seton máu tăng, họ có seton điện tăng ở mức nhẹ nhẹ, chưa tới mức mà có cái mà nhiễm toan seton à, nhưng mà có những dấu hiệu để gợi ý đến là có giảm insulin. Hoặc là ngay từ đầu những bệnh đái tháo đường đến với mình, nó vừa có cơ chế của giảm tiết insulin, tức là vừa có tiểu đường tiếp 1 chồng lẫn lên cơ chế có tiểu đường tiếp 2, thì chúng ta mới dùng đến những cái nhóm thuốc kiểu như thế này. Rồi, chúng ta còn những thuốc hạ đường huyết khác nữa thì không phải là nhóm chính. Đó, nhắc lại với mọi người, nó không phải là nhóm chính. Hai nhóm chính trong tiểu đường tiếp 2 là metformin để làm giảm đề kháng insulin tại gan, và biguanid à, xin lỗi, và cái sulfonylureas tức là liclazid hoặc lipirid là để tăng kích thích tiết insulin. Thì metformin vẫn là đầu tay, và nó với lại clearly chính là hai cái nhóm chính. Còn những thuốc hạ đường huyết khác này thì theo lịch sử thì công ty dược họ sẽ phát triển ra những cái nhóm thuốc điều trị, và điều trị hay không nó phải dựa trên gì, cá thể hóa theo cái nhu cầu của bệnh nhân, nó thật sự họ đang bị bệnh theo cái cơ chế nào chúng ta mới ghi cơ chế đó vô. Người tiểu đường tiếp 2 cơ chế chính là đề kháng này, mà có ngày cứ sử dụng insulin khoảng ấm ngày từ đầu, rồi cứ sử dụng cái thuốc là lazit hoặc nebiri, tức là cái thuốc mà cái kích thích tiết insulin tế bào người ta tủy, thì đương nhiên là sao đúng cơ chế và làm sao có thể có hiệu quả được. Nó chỉ làm gì ở đâu đó là giữ cái đường huyết ở chừng mực đấy, và kèm theo cái gì nguy cơ dụng phụ của thuốc gây ra. Khi dùng bất cứ một liệu điều trị nào, chúng ta phải cân bằng giữa hai thứ này, cái tiềm năng
điều trị của nó là hiệu quả cao không, và thứ hai là tính an toàn của nó. À, nếu một thuốc hiệu quả cao và an toàn phải dùng nó, một thuốc thì hiệu quả không đáng như nó mà tính an toàn kém, có thể gây độc cho bệnh nhân cấp hoặc là tính gì lâu dài, thì không có lý do gì trên lâm sàng phải sử dụng nó. Đó là nguyên tắc ha. Thật ra là chúng ta học nó quá nhiều cái kiến thức về lý bệnh, dược lý, về bệnh học vân vân, cho nên cuối cùng trong điều trị chúng ta thành một cái mớ bồng bông mà chúng ta không biết chính là gì hết. Và chính phủ là cân bằng giữa hiệu quả và tính an toàn của một thuốc là cái để quyết định sử dụng thuốc đó cho từng nhóm bệnh nhân cụ thể. Ở đây chúng ta có những cái nhóm là TZD, thế rồi viết tắt của cái từ là thiazolidinone. Đây cũng là một nhóm thuốc đánh lên cơ chế đề kháng với insulin, tức là đúng cơ chế của tiểu đường tiếp 2 bằng cách ức chế cầu thải B3. Tuy nhiên là cái nhóm này á, nó được báo cáo là có quan đến nguy cơ làm tăng ung thư bàng quang, cho nên ngày nay á, là cái nhóm thuốc này nó hiếm lắm, nó ít có sự hiện trên trường, nhưng thật sự nó đúng cơ chế. Nhưng mà khi mà có là TZD và có metformin thì người ta sẽ ưu tiên là sử dụng metformin hơn là cái nhóm này ha. Những nhóm sau này ví dụ như là chế enzyme DPP4 thì enzyme cái DPP4 này nó chỉ là gì, làm hỗ trợ thêm cho hoạt động insulin thôi, chứ nó không phải là cơ chế chính. Nó là gia tăng tiết insulin và ức chế sự tiết glucagon, cho nên nó phải góp phần vào cái cơ chế hạ đường huyết. Thì cái nhóm này á, chúng ta có những cái tên ví dụ như sitagliptin, pitagliptin, saxagliptin, vân vân. Cái đuôi của nó thường là có chữ gliptin, đó là những thuốc ức chế DPP4, một cái thuốc làm ức chế tiết glucagon và tăng tiết insulin. Thì nhóm này cũng là nhóm phụ thôi chứ không thể nào là nhóm chính được, tức là chúng ta có thể dùng metformin, và khi mà metformin không hiệu quả, không đủ để duy trì đường huyết nhân, mặc dù đã dùng cái liều tối đa của metformin rồi, thì ta phải dùng cái nhóm này. Rồi nhóm khác là chế cái gì sự hấp thu gluco tại ruột non bằng cách khóa cái kênh hấp thu gluco, thì nhóm người ta gọi là chế alpha-glucosidase. Nhóm này là có tên Akato đó. Thì nhóm này nó cũng không phải là cơ chế để đánh lên cái đề kháng insulin, là nó đẩy cái gluco ra ngoài qua đường tiêu hóa, là không hấp thu gluco, thì nó cũng là thuốc dùng kèm thôi, nó cũng không đánh đúng cơ chế ha. Rồi ngày nay chúng ta đang làm đình đám với cái nhóm cuối cùng là ức chế SGLT2 trên ống thận, tức là chúng ta đẩy cái lục ra qua nước tiểu. Thì bản chất của hai cái nhóm thuốc là ức chế alpha glucosidase đường tiêu hóa và ức chế cái kênh SGLT2 là giống như nhau. Một bên là đẩy gluco ra ngoài qua, một bên là đẩy gluco ra ngoài qua nước tiểu. Nhưng mà hiện tại nó đang thẳng thắn quá lên ở chỗ là nó hỗ trợ cho điều trị. Dùng nó thì nó có tác dụng là hiểu, tại vì gluco sẽ kéo nước đi theo, nên người ta ghi nhận là có một cái nghiên cứu thấy là dùng nhóm thuốc này trên người tiểu đường thì sẽ làm nguy cơ tim sẽ giảm đi, giảm tỷ lệ ông giảm kết cục cuối cùng nặng nề của suy tim. Nhưng mà cơ chế nó là lợi tiểu, cho nên nếu mà so với một cái lợi tiểu ở những cái nước khác thì cái có thể dùng những cái nhóm lợi tiểu khác để sử dụng cho cái mục đích gì là điều trị suy tim, để làm giảm tỷ lệ trong suy tim, để duy trì chức năng của tim vân vân. Thành ra đây cũng không phải là bắt buộc. Nhưng mà hiện giờ tất cả những cái cú về SGLT2 đang được tiến hành trên một cái diện rộng trên toàn thế giới, nó đến một cái tình trạng là gì, nó lộn nhiễu trong điều trị. Nếu là mọi người cứ nghĩ đây là nhóm thuốc đầu tay hiện nay để sử dụng điều trị đáng được, đó là sao? Cái này nó có cái tác dụng bất lợi đó, cái tên của nó là leflosin. Thay vì cái này chế DPP4 có là lipsin thì này cái tên cuối của nó sẽ là leflosin, và nó có tác dụng phụ là đẩy đường lên nước tiểu. Và đường xuất hiện nhiều trong nước tiểu thì nước tiểu sẽ trở thành một cái môi trường ấy vi khuẩn. Cuối cùng ở những bệnh nhân mà tiểu đường á, là sức đề kháng giảm rồi, sử dụng thì đường trong nước tiểu quá nhiều gây viêm bàng quang, viêm đường niệu, cái nó đi vòng lan lên tới thận và lan lên nhiễm trùng huyết đi vào trong máu. Cuối cùng bệnh nhân chết trong bệnh cảnh nhiễm trùng huyết mà không hề biết là mình bị chết liên quan đến nhóm thuốc này luôn. Có nhiều trường hợp đã xảy ra như vậy rồi nha. Cho nên cách cuộc nhất khi điều trị đái tháo đường tiếp 2 là phải nhắc đến cái thằng này, Biwadis hay là metformin. Chúng ta phải dùng nó đơn trị liệu phối hợp với thay đổi lối sống cho đến khi đạt đến liều cao nhất của nó,
thì liều cao nhất là có thể dùng metformin 1.000 mg một ngày 3 viên sáng trưa chiều mới là liều tối đa. Và khi đã dùng tới liều tối đa mà vẫn không thể sử dụng được, không thể cải thiện được huyết thì phải kết hợp với sulfonylureas, không thể hoặc là phối hợp với gì mấy cái nhóm leptin tức là chế DPP4 à. Và sau khi mà không có đáp ứng được với metformin phối hợp với DPP4 thì chúng ta mới nghĩ đến những cái con đường khác là phối hợp thêm những cái này hoặc phối hợp với insulin, chứ không có sử dụng những cái thuốc ngoài metformin ngay từ đầu trong điều trị tiểu đường tiếp 2 nha. Thành ra kết thúc bài này tôi muốn mọi người lưu ý tiểu đường tiếp 1 đầu tay là insulin, không có gì bàn cãi hết. Tiểu đường tiếp 2 đầu tay là thay đổi lối sống, đó mới là first line, thay đổi chế độ ăn uống à. Rồi sau cái first line đó thì mới tới thuốc, thì thuốc đứng đầu là metformin và tất cả những nhóm còn lại chỉ hỗ trợ cho metformin trong trường hợp đơn trị liệu metformin với liều tối đa vẫn không đạt được mục tiêu HbA1c dưới 7%. À, đó là những cái mà chúng ta nói về thuốc hạ đường huyết uống.